Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Oh. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Đi chồng đi cướp bạn ơi. Một bát bên đây mà đảo rồi bánh ăn liền ta. Đầu giáo. Đầu giáo thì chứ. Mày đi giật tao không hay luôn. Nó nhìn không ạ. Má mà gỡ đi. Rồi. Ồ, quá, dính được con rồi đó. Chê này chê la trắng. Nó cũng gần trắng rồi. Nước rồi. Ê, cá này như thế hả? Bà ơi, cái này làm như nước mà ăn uống sao mà. Đủ. Qua bảy bà, tại bảy bà không. Đó, thành quả đầu tiên được một con. Chỉ tính là móc cái lỗ này chơi chơi thôi mà không ngờ để xuống chơi móc không chơi. Đây tới thánh này đây, thả câu đây này các bạn. Móc nãy đâu? Mới gì? Cái chỗ nước rồi. Móc ở đâu? Bọc đâu chứ? Bọc gì? Có ăn uống gì đâu. Đó 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 đó. Đó đó, giật dính, dính đó. À, dính nữa rồi đó các bạn ơi. Lắm rồi, lắm rồi, lắm rồi. Các bạn ơi. Móc cái mới thì móc có chân thôi. Thì nó xa quá người châu không tới. Gì hả? Đó. Cá mì mù các bạn văng mắt luôn. Bây giờ thằng cái lỗ đó thằng con cái nha. Thằng con con. Thằng con cái. Đi câu mà không đem đồ đựng nè cả nhà. Coi lấy dây kiềng kìa thấy khổ không? Cần thú mới rồi. Cần thú mới đang kìa. Đó, chung. Tiếp tục cả nhà ơi. Ôi trời ơi, ông tụt tủng không nói. Đó, nó đang ăn kìa. Đó, 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 đó. Cho ngon đấy. Thấy gì không? Chơi đồ chơi. Ông ơi. À, không có lột vỏ không? Có, bấm nhẹ cái. Ừ, có lột hết trơn vỏ gì nè. Ừ, bấm lột kìa cái vỏ nó không được. Đó, đó, tới kìa chị ơi. Đó, 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 chị ơi, chị. Đổi đổ cả nhà ơi. Đồ kia không có rồi, mới móc đồ khác. Sợ nó lóc đi. Ra rồi xem. Dính rồi, dính rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính từ từ lên. Gặm cho bạn vô. Trời ơi, trời ơi, cho bạn làm gì? Để chút tôi ăn. Trời ơi, có vụ đó nữa. Ờ, dính rồi. Trời ơi, trời ơi, bạn các bạn ơi. Bạn luôn mới nha các bạn. Bạn nha. Bạn. Để cho bạn chạy nước miếng chơi coi. Ồ, dính rồi nè các bạn. Tìm quá bạn ơi. Quá trời bẻ cái lưỡi câu là giật má đào không các bạn ơi. Mép miệng không. Mép miệng không các bạn, lưỡi câu mình bẻ độc quá. Chua quá bạn ơi. Này đem về có muối ớt hay sao? Đó. Đâu rồi? Tìm đã có tìm rồi đó. Một lỗ thấy hai cái phao các bạn ơi. Bây giờ mình chơi gì không? Hai cái phao vừa một lỗ. Không lẽ ăn tôi nữa. Tao biết của mày đâu. Đó. Mày trôi nước trôi.
các bạn ơi. Rồi, nó nhả rồi. Nhả rồi. Chậm nhịp nó nhả rồi. Nó nhả rồi cái sao đó. Thì nó nhả, nó vừa nhả ông vừa giật đó. Sao nó vừa nổi lên. Chỗ này cho ông kẹt ra. Từ từ đừng gấp. Trời trời. Này cứ vô động. Kẹt bẻ nhanh chạy được không? Lộn. Lòi đó chứ ơi. Trời ơi. Tới cái lượt mới dính á, mày nó không ăn nè. Không phụ quả đồ mò đồ chân trời. Nhào ngang hút rượu đưa đi chơi. Thấy á. Thấy á. Rồi cá gô. Bỏ ngoài bạn ơi. Ngoài đâu? Trong miệng ta đi. Trong miệng. Sao kỳ vậy? Thì ra là ảnh. Sao không mà kỳ vậy? Ôi, áo cạn của mình quá đủ rồi, mình bị vụ rồi. Quái vậy? Trời ơi. Cá gô. Ơi ơi. Nói gì mà lẩu vậy? Lúc bà dính là dính rồi, dính cái chơi rồi. Ôi. Qua. Ấy da, ấy da. Mày. Qua. Bự ha bự. Ê, đam câu kìa, gãy giờ chơi. Bự ơi. Ủa dính đâu ạ? Dính cái gầu. Dính ở dưới cái gầu. Dính dưới cái gầu. Dưới gầu. Cá nhận là dưới cái gầu. Ý xong bà ơi. Xong nhỏ. Mà lục bình nó lưu kêu rồi, móc ra móc lỗ con hay con lỗ hay con. Mà cái này cái chai nước giật này nó không có được bự không? Tầm cá khoảng em của ta cho lại. Cá gì ngon rồi. Cá này là kho mắm là hết sảy. Gỡ đi. Ê, con này bự hơn nhất nghe chứ. Bỏ đầu thì không vô. Ở giữa mang cái mình luôn hết. Lên cá 5-7 kg. Nó đang vô. Đang vào, tính vào tí. Nó tìm nó ăn. Quá tiền tìm rồi bạn. Đó rồi kìa chị. Chị này trái tim cá lóc quá. Cá lóc ngon nữa. Ừ. Bữa nay chắc gì làm lẩu quá. Tình hình nhà có mấy anh lương. À lượng người có cái kiến kiển gì mà 70% 60% gì đó người mình đầu cư. Bây giờ bước 20%. Ê, chơi 5 nằm. Hồi sâu không? Có không? Phải cậu hồi sâu không? À, rồi. Rồi, mất dính, rồi. Dính là vậy là dính là không được nào chứ. Oh. Ô, cá bự quá rồi. Dính cậu luôn rồi nè. Quá. Anh kia nó lại kìa. Anh kia lắc lại kìa. Ai da. Quá. Chụp. Trời ơi làm chụp ếch vậy. Mày á bự. Ôi. Con này. Ôi. Quá. Quá xa. Quá trời đến nhấp lâu luôn rồi. Không quá. À. Nhầm chứ. Nó luôn rồi. Đây là cái bài cái thế để mà gỡ. Ừ, mình chặn dây nè. Mình được.
cá chê thì dạng liền. Ây da, con gì cao quá. Ra cái ruột con ngồi hỏi. Ruột con hỏi. Tém vô, tém vô, tém vô. Tém vô rồi. Ra ruột quá. Cái bãi này câu ngộ lắm cả nhà ơi. Miếng móc lỗ khác là dính con, móc lỗ là dính con.